Nổi tiếng với đồ giàu và bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ, Minh Nhựa là cái tên được giới mê xe trên cả nước nhắc đến đầy ngưỡng mộ, đúng nghĩa hai từ chơi đẹp. Minh Nhựa, tên thật là Phạm Trần Nhật Minh, được biết đến là một thiếu gia nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh với việc sở hữu nhiều siêu xe trị giá hàng chục tỷ đồng, khiến cho giới chơi xe tại Việt Nam kiêng dè. Tuy nhiên, ngoài vỏ bọc là một tay chơi xe hàng đầu, ít ai biết anh trải qua nhiều vị trí khác nhau trước khi lên làm quản lý tại công ty trách nhiệm hữu hạn Nhựa Long Thành. Nhật Minh sinh năm 1983, tốt nghiệp Đại học Hùng Vương. Hiện tại, anh đang là một trong hai phó tổng giám đốc công ty Nhựa. Anh chịu trách nhiệm điều hành các mảng cung ứng sản phẩm, marketing, nhân sự, sản xuất. Đây là những mảng kinh doanh gần như chủ chốt của doanh nghiệp này. Minh là con trai duy nhất của ông Phạm Văn Mười, tổng giám đốc công ty Nhựa Long Thành, cũng là người thừa kế để phát triển doanh nghiệp này. Thời đó, có rất nhiều gia đình đưa con đi du học, có nhiều gia đình thành công, nhưng cũng có nhiều nhà nhận được kết quả không như mong muốn. Gia đình anh chỉ có mình anh là con trai, có lẽ vì thế nên rất sợ khi Nhật Minh đi du học rồi ở luôn bên đó, nên Minh đã ở lại Việt Nam khởi nghiệp. Dù không đi du học, nhưng anh nói chính anh đã tự học, cần những kiến thức cơ bản gì thì dù có ở Mỹ hay bất cứ quốc gia tiên tiến nào, anh cũng đều đăng ký và tham gia các khóa học đó. Khi bước vào công ty, rất nhiều người tưởng anh sẽ lên làm quản lý, nhưng anh đã mạnh dạn xin cha rằng nên để anh làm công nhân khuân vác trước. Minh kể, kỷ niệm đáng nhớ nhất là một lần, lúc đó 12 giờ trưa, khi anh đứng trên một xe hàng ở kho ngoại quan, thì các đồng sự của anh đi ăn trưa. Họ quên mất là còn anh đang ở trên, nên khi đi ăn, họ rút cái thang ra, và thế là Minh hết đứng xuống. Minh phải chịu trận, ngồi trên đó cả tiếng đồng hồ. Sau công việc khuân vác, Minh phải trải qua tất cả các vị trí ở công ty trong thời gian khá dài. Có nơi anh ở 2 tháng, có nơi 3 tháng, có nơi đến 6 tháng và cũng có nơi chỉ ở 1 tháng. Ở mỗi phòng ban, Minh đã học được những cái hay từ đồng nghiệp mình. Anh đưa ra hướng nhìn nhận và cách quản lý tối ưu nhất, tiết kiệm nhất, sau đó anh chuyển qua phòng ban khác. Sau khi làm việc tại tất cả các phòng ban thì anh về công ty của bố và làm quản lý đến bây giờ. Nổi tiếng với những chiếc xe thuộc hàng khủng, nhưng không vì thế mà việc kinh doanh của doanh nhân trẻ này bị lép vế. Tại công ty của cha mình, từ thời còn trẻ, Nhật Minh đã được cha tự hào và giao cho nhiều trọng trách. Doanh nhân này cũng nổi tiếng với nhiều phát ngôn khá đình đám. Tài sản thực của Minh Nhựa chưa từng được công bố do Nhựa Long Thành chưa niêm yết trên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng chỉ cần nhìn vào kết quả hoạt động của công ty cũng như dàn siêu xe mà anh này sở hữu cũng có thể thấy được phần nào tài sản của anh này lớn đến mức nào. Khi nói về đường hướng kinh doanh của công ty, Minh Nhựa từng nói: "Xét cho cùng, nhựa vẫn chỉ là nhựa, vì vậy chúng tôi luôn khao khát tìm kiếm những ý tưởng mới nhằm cải tiến sản phẩm và dịch vụ cũng như bộ máy vận hành doanh nghiệp. Công ty chúng tôi đã, đang và luôn là một tổ chức học hỏi, sáng tạo không ngừng." Theo tâm niệm của Nhật Minh, trong kinh doanh có 3 chữ cần phải nằm lòng, đó là tín làm nền, định làm nguyên tắc và tuệ làm kim chỉ nam. Trong những lần trả lời phỏng vấn báo giới, Minh Nhựa cũng không giấu giếm tham vọng của mình là làm thế nào cho ngành nhựa Việt Nam bay cao và bay xa hơn nữa. Anh đánh giá, nhựa là nhu cầu rất thật, song ở Việt Nam, sự phát triển của ngành này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Năm 2007, khi còn là quản lý kiêm trợ lý giám đốc của Nhựa Long Thành, Nhật Minh đã trăn trở làm thế nào để đẩy mạnh được việc chăm sóc khách hàng và chăm lo đời sống cho nhân viên. Người công nhân vất vả lại thua thiệt về mặt kiến thức. Là nhà quản lý, tôi sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kiến thức để anh em trong ngôi nhà chung Long Thành tin yêu nhau hơn, Nhật Minh nói. Như vậy, Minh Nhựa không những là một doanh nhân có tài mà còn rất có tâm. Nói về thú chơi siêu xe, theo Minh Nhựa, ngoài số tiền lớn bỏ ra thì nó quan trọng người chơi phải có niềm đam mê và tình yêu thực sự với nó. Minh Nhựa hiện nắm trong tay những model siêu xe khủng nhất thế giới. Nhật Minh chia sẻ, tuy có tài xế riêng nhưng vị trí thường xuyên anh ngồi lại là tài xế. Vì anh thích lái xe nên tài xế của anh chỉ có nhiệm vụ là lái xe đi tìm chỗ đậu khi đến nơi. Nhiều lần anh còn bị nhầm là tài xế vì mặc quần áo theo phong cách đi chơi, trong khi tài xế của anh lại ăn mặc lịch sự với quần tây, áo sơ mi. Không giống nhiều người chơi xe khác,
Trước khi nhập xe về Việt Nam, Minh Nhựa đều phải sang Mỹ lái thử, khi đã ưng thì mới tính chuyển mang về nhà. Hầu hết các mẫu xe trong gara của anh đều có xuất xứ từ Mỹ. Nổi tiếng là một đại gia và là tay chơi xe chuyên nghiệp, nhưng cuộc sống cá nhân của Minh Nhựa luôn là dấu hỏi đối với báo chí. Mặc dù có thông tin rằng Minh Nhựa là bạn thân thiết với thiếu gia Phan Thành, chồng chưa cưới của Mizu, nhưng lâu nay anh sống khá kín tiếng nên đời tư của chàng công tử này vẫn là một ẩn số đối với nhiều người. Đặc biệt khi công ty nơi anh làm phó tổng giám đốc điều hành chưa niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán, thì việc Minh Nhựa nắm bao nhiêu tài sản trong tay vẫn là một bí mật. Chỉ biết rằng đến cả những tay chơi siêu xe sừng sỏ nhất Việt Nam cũng dè chừng bộ sưu tập bốn bánh cực khủng của Minh Nhựa. Có thông tin cho rằng Minh Nhựa đã kết hôn cùng với Nguyễn Thị Minh Thúy. Sau thời gian sống với nhau không hạnh phúc, hai người đã chia tay. Sau khi chia tay vợ cũ, Minh Nhựa tìm đến với một mối tình mới là Hot Girl Fan Angle, nhưng cả hai cũng không đi đến đâu. Minh Nhựa muốn quay lại với người vợ cũ nhưng đã không được chị chấp nhận, nên Minh Nhựa đã chia sẻ nhiều tâm sự, tình cảm dành cho người vợ cũ cùng với các con trên Facebook cá nhân, được cho là của anh. Theo khai quật và đồn đoán của cư dân mạng, thì Minh Nhựa có một người vợ danh chính ngôn thuận, cũng là tay chơi trong giới xế sang và hiện là chủ một quán cà phê lớn tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, người vợ mà Minh cố gắng níu kéo tình cảm, thậm chí dọa chết lại là Mina, cô vợ hai có lối sống sang chảnh, quyến rũ và cũng rất sắc sảo. Theo lời Minh Nhựa dựa trên chia sẻ dòng trạng thái Facebook, thì họ đã có 5 năm bên nhau mặn nồng, anh cũng gọi cô là người vợ thân yêu nhất. Theo tìm hiểu của dân mạng thì họ có với nhau hai con, một trai một gái. Gần đây, người thân bạn bè thấy Minh Nhựa thường xuyên chia sẻ tình cảm lâm ly với vợ, thậm chí đăng tin tìm người thân, mong cô suy nghĩ lại và quay về bên mình, thì Mina cũng đăng tải không ít status đầy tâm trạng buồn phiền, ám chỉ chị đang phải chịu cảnh san sẻ tình cảm một cách không mong muốn. Theo quan sát của cư dân mạng, Mina là một người phụ nữ sắc sảo, có lối sống rất phóng khoáng, chịu chơi, khác hẳn với những cô vợ nhà đại gia khác và khiến cánh mày râu cũng phải ngả mũ kính phục. Thế nên, khi chỉ chọn cách rút lui trong im lặng, bế con lánh mặt khiến Minh Nhựa không thể tìm thấy, phải chọn cách quyên sinh để mong vợ quay về đoàn tụ, thì bạn bè lẫn người thân đều cảm thấy ngạc nhiên. Sau nhiều ngày nài nỉ, đến 11 giờ ngày 22 tháng 8, Minh Nhựa đã ra sân bay đón vợ con từ Hàn Quốc về. Vị thiếu gia này đã chuẩn bị một dàn siêu xe với dòng chữ Mary dành riêng cho người phụ nữ có nickname Mina. Minh Nhựa chia sẻ, Mina là người vợ Minh dành nhiều tình cảm và là người quan trọng nhất với anh lúc này. Nhắc đến Angle Fan, bóng hồng khiến Minh Nhựa say đắm, sở hữu chiều cao 1m62, nước da trắng mịn nổi bật và gương mặt ưa nhìn, phong cách ngây thơ trong sáng. Angle Fan combo hiện tại đang khiến dân tình tò mò tranh cãi của đại gia Minh Nhựa có tên thật là Phan Ngọc Quyên. Cô sinh ra tại Quảng Nam nhưng hiện đang sống và làm việc tại thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Cô gái sinh năm 1995 này cũng khá nổi tiếng trong cộng đồng mạng bởi tài kinh doanh khá giỏi, là cô chủ của chuỗi cửa hàng thời trang khắp Buôn Mê Thuột, cho thấy cô cũng có thực lực kinh tế riêng. Ngoài ra, công việc tay trái giúp cô có được lượng follow hùng hậu hơn 77.000 người trên Facebook là chụp ảnh đóng phim. Thank you.